MDRT là tinh hoa của thế giới, là đỉnh cao trên đó. MDRT là một danh hiệu tuyệt hảo đẳng cấp toàn cầu và là một chất lượng dịch vụ tuyệt hảo đối với khách hàng tại Việt Nam. Năm 2021 quả là đáng nhớ. Rất nhiều biến động, nhiều nghịch cảnh. Tôi cùng với các bạn đã nỗ lực như thế nào? Luôn quyết chí, quyết chiến, đồng lòng. Không sợ khó, không sợ khổ, không sợ gian nan. Kiên cường từ thời các vua hùng. Nhiệt huyết, khát khao, đạt đỉnh cao danh vọng. Vì chúng ta là một đội quân, chúng ta đồng lòng vì sức mạnh, vì chiến thắng trên đỉnh vinh quang. Là một người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Trung, miền đất đầy nắng gió. Chúng ta luôn kiên cường, mạnh mẽ, chiến đấu như tinh thần dân tộc Việt Nam bao đời nay. Thành công luôn tỷ lệ thuận cùng với khó khăn. Càng khó khăn, sóng gió bao nhiêu thì vinh quang lại càng rực rỡ bấy nhiêu. AA của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu. Kiên định, kiên cường, không do dự, không chùn bước. MDRT Hà Tĩnh 2 đã tăng trưởng 250% số lượng MDRT so với cùng kỳ năm trước. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Đội ngũ MDRT của Tuấn Anh đầy nhiệt huyết với nghề, sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và không chùn bước trước những khó khăn. Sự chia sẻ và tinh thần đồng đội, khát khao chiến đấu cháy bỏng tràn đầy năng lượng. Các chiến sĩ hãy cố gắng lên nữa. Để hỗ trợ anh chị trong trận đua nước rút khoảng 90 ngày này, công ty đưa ra rất nhiều chương trình thi đua hấp dẫn, các sản phẩm mới cũng như chương trình quà tặng cho khách hàng để hỗ trợ anh chị. Và ở giai đoạn nước rút, chúng ta cần mạnh mẽ hơn nữa. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Tất cả sự hỗ trợ và những điều tốt đẹp đang hướng về phía bạn. Hãy vươn tới đỉnh vinh quang, chiến thắng mục tiêu MDRT 2022 và tiến đến COD 2022. MDRT AA Group is number one in the world. So for AA Vietnam, it's really important. Chăm ban chăm thập chung, kiên cường và quyết tâm. Good luck and have a strong close to 2021.